Võ Hoàng Lân, thư ký kiêm lái xe của ông Thưởng bị đầu độc chết. Như chúng tôi đã đưa tin mấy ngày hôm nay, ông Võ Hoàng Lân bị đột quỵ tại nhà riêng mà nguyên nhân là do bị đầu độc. Điều này chắc chắn sẽ còn xảy ra những ngày tiếp theo. Hôm nay ông Thưởng đã phải ngất lịm khi hay tin trợ lý kiêm lái xe của mình là ông Võ Hoàng Lân bị đầu độc chết. Đó là những thông tin không chính xác. Hiện nay có một số đối tượng phản động lưu vong ở Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức tuyên truyền những thông tin không chính xác, bêu xấu đảng và nhà nước ta. Chúng cố tình chia rẽ lòng dân, kích động nhân dân. Để hiểu hơn vấn đề này, chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn trang mạng TBG đã viết. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã cho ông Võ Văn Thưởng được về nhà tại Vĩnh Long. Sau ít ngày, ông bị Bộ Chính trị và Trung ương Đảng triệu tập ra Hà Nội để giải trình những sai phạm nghiêm trọng trong vụ bảo kê thả bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines, sách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Nay ông đã được trở về quê nhà tại Vĩnh Long. Nhưng dưới sự giám sát của đặc vụ, ông Thưởng bị cấm xuất cảnh theo lệnh của Bộ Công an do đại tướng Tô Lâm ban hành. Thưa quý vị, ngay sau khi từ Hà Nội trở về quê nhà, ông Thưởng nhận được tin như xét đánh hàng tài, đó là trợ lý kiêm lái xe của ông là ông Võ Hoàng Lân bị hạ độc chết, khiến cho ông Thưởng quá đau đớn ngất lịm đi. Được biết, ông Võ Hoàng Lân không chỉ là người lái xe kiêm trợ lý cho ông Thưởng, ông Thưởng coi ông Lân như một quản gia trong gia tộc Võ Văn. Tất cả các phi vụ làm ăn của ông Thưởng, ông Lân nắm rất rõ từ các vụ làm ăn lớn của bà Phan Thị Thanh Tâm, vợ ông và các phi vụ của cháu trai, cháu gái, em ông Thưởng. Có lẽ đây là một vụ án giết người diệt khẩu vì ông Võ Hoàng Lân biết quá nhiều chuyện bí mật và ông Lân đang cầm một số giấy tờ quan trọng liên quan đến vụ án của ông Võ Văn Hiếu và cả của gia tộc Võ Văn. Theo thông tin chúng tôi được biết, để đứng đằng sau chi 50.000 USD để hạ động ông Võ Hoàng Lân, trợ lý đắc lực của ông Thưởng, cái đó chính là người thân trong gia đình của ông Thượng, ông Phan Công Minh, em trai bà Phan Thị Thanh Tâm, vợ của ông Thượng. Như bản tin trước, chúng ta đã biết tại cơ quan cảnh sát điều tra, tên Phan Đình Kiên đã khai có người thuê hạ ông Hoàng Lân với giá 50.000 USD là ông Phan Công Minh, em vợ của ông Thượng. Được biết, Phan Công Minh là một mắt xích san sao của gia tộc họ võ, cũng đang sở hữu khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Qua những phi vụ làm ăn bất hợp pháp bảo kê buôn bán hàng, các khối tài sản trên đều được đứng tên Võ Văn Hiếu và Võ Tú Quỳnh cùng một số người khác. Kính thưa quý vị, sau khi người dân Việt Nam phản ánh liên hồi về việc cơ quan chức năng đã thả bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines mang ma túy từ Pháp về Việt Nam một cách vô lý, và điều đặc biệt hơn là người ta bàn đến nhiều vấn đề liên quan đến đầu mối, liên quan đến mối quan hệ giữa Võ Tú Quỳnh. Một trong bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines mang ma túy từ Pháp về Việt Nam là cháu của Võ Văn Thượng. Điều đó đã khiến cho người dân Việt Nam mất niềm tin rất lớn vào cơ quan chức năng. Khi bị dư luận phản ánh, các cơ quan chức năng mới tiến hành lật ngược lại vấn đề hồ sơ và tiến hành làm căng, làm rác lại bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines mang ma túy từ Pháp về Việt Nam mới đây trên trang báo sức khỏe đời sống trên mục gia đình và xã hội đăng nội dung tin bài không tìm ra kẻ buôn bán ma túy vụ việc liên quan đến bố nữ tiếp viên của hãng hàng không sẽ được xử lý như thế nào tất nhiên là đến giờ phút này là không thể nào tìm được ra kẻ mua bán ma túy rồi vì không có lời khai cụ thể điều đặc biệt hơn là cơ quan chức năng muốn lấp liếm sự việc này vì ai cũng biết rõ đây là sự việc của các đối thủ chính trị trong nội bộ của đảng muốn tranh đấu hạ bệ nhau Nội dung trên trang báo Sức khỏe đời sống đưa tin là có thể bốn nữ tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines sẽ không bị xử lý về vụ vận chuyển trái phép ma túy, nhưng họ vẫn bị kỷ luật của ngành hàng không. Ai mà chẳng biết buôn bán ma túy đưa 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, sau đó không bị xử lý hình sự, nhưng bị kỷ luật gãi ngứa là khiển trách và đặc biệt là kiểm điểm phê bình tự phê bình, hoặc hơn nữa là rút kinh nghiệm sâu sắc. Đấy là vấn đề mà người dân Việt Nam bức xúc trong suốt một thời gian dài và không thể nào chấp nhận được việc làm của các cơ quan chức năng. Nội dung trên trang báo Sức khỏe đời sống cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines. Tuy nhiên, thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để làm rõ bản chất vụ việc, xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Thế nên khi khởi tố vụ án mà lại không có ai bị khởi tố trong vụ án này thì đây là một tròn được cười, khiến cho người dân trong cả nước không thể nào chấp nhận được việc làm dồi bu của cơ quan chức năng. Báo chí còn cho rằng, trước đó khoảng 8 giờ 45 ngày 16 tháng 3, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Tri Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành soi chiếu nghi vấn một số hành lý của bốn nữ tiếp viên có mang chất cấm. Kết quả là đã phát hiện trong hành lý của bốn nữ tiếp viên này có thuốc lắc và ketamin. Cụ thể là kiểm tra 327 hộp kem đánh răng chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ và 17 chai nước xúc miệng trong hành lý của các nữ tiếp viên này. Lực lượng chức năng tìm thấy 11,4 kg ma túy và ma túy tổng hợp, gồm có 4.800 g viên nén màu xám, 3.080 g chất bột màu trắng và tất cả các mẫu thử đều là ma túy đến giờ phút này nước cờ đã đi dần đến ngã ngũ các cơ quan chức năng điều tra của bộ công an đánh nhanh chóng vào cuộc và lôi ra cả một đường dây và kết quả công bố đến giờ phút này là có 550 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán ma túy này cùng với 151 kg ma túy được thu giữ tại cơ quan công an nhưng vấn đề khủng ở đây là đường dây buôn bán ma túy mà do chính những người là người thân của con cháu các ông Trọc Bù đã liên kết với nhau để chuyển ma túy từ pháp về việt nam. Đến giờ phút này luôn được bịt đầu mối đối với Tô Lâm thì Tô Lâm luôn muốn làm rõ vấn đề này để đưa ra trước công luận. Và điều đặc biệt hơn, Tô Lâm muốn làm món đòn chính trị để chơi với ông Thượng. Vấn đề Võ Văn Thưởng đã cướp ghế chủ tịch nước của mình. Nhưng trên thực tế thì Tô Lâm đang bị chèn yếu bởi quyền lực Tô Lâm không có quyền lực bằng ông Võ Văn Thưởng. Ông Tô Lâm chỉ có biết dựa vào sức dư luận nhân dân. Nhưng sức dư luận nhân dân thì lại chưa đủ. Bởi vậy nên Tô Lâm khui hàng loạt những vấn đề trong đường dây buôn bán ma túy này khi báo chí và công luận đã đăng tải xôn dạ vì những nội dung có liên quan tới sự việc của bốn nữ tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines này. Nhưng tuyệt nhiên, Tô Lâm không dám đụng đến sự việc của bốn nữ tiếp viên. Đến giờ phút này, 550 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy này được cơ quan chức năng điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và điều tra viên của Bộ Công an kết hợp để tiến hành điều tra. Và đến giờ phút này, 550 đối tượng khởi tố đó lại không có tên trong danh sách của bốn nữ tiếp viên trực tiếp sách 11,4 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, mà trong những ngày trước đây báo chí đã đăng tải xôn giả về vấn đề đó. Liên quan đến giờ phút này thì Tô Lâm đang nghẹt thể bởi vấn đề quyền lực. Trong khi ông Thưởng luôn ra sức bịt kín mọi thông tin liên quan tới sự việc này, thì Tô Lâm lại muốn làm ngược vấn đề và bật ra những điều khủng trong vụ án buôn bán ma túy để làm đòn bật ngược với Tô Lâm. Ai cũng biết rõ đối với các nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines là hãng bay duy nhất được xét lý lịch ba đời. Vậy thì người ta có căn cứ và cơ sở rõ ràng để chứng minh rằng các nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines được ma túy từ Pháp về Việt Nam là con ông cháu cha thực thụ, mà không phải là con ông cháu cha dạng bình thường, con ông cháu cha để đưa vào quan chức viên chức trong hãng bay của Vietnam Airlines. Nơi mà bao người ao ước thì chắc chắn rằng những quan chức đứng sau bốn nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines này không phải là dạng vừa, mà trong đó đến giờ phút này người ta đã có căn cứ chính xác là ông thưởng chính là người đứng sau chống lưng cho các tiếp viên của hãng hàng không việt nam airlines võ tú quỳnh là cháu ruột của võ văn thưởng gọi võ văn thưởng bằng bác nó là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc có cây đa cây đề đứng sau bốn nữ tiếp viên đó không phải là tự nhiên mà bốn nữ tiếp viên này được thả tự do như thông tin mà những người làm chương trình chúng tôi đề cập đến quý vị trước đó và sau khi có sự việc bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines mang sách ma túy từ Pháp về Việt Nam này, thì ông Võ Văn Thưởng đã ngay lập tức chỉ đạo cho bà Võ Thị Ánh Xuân là chị ruột của mình, điện thoại trực tiếp chỉ đạo cho Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thả bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines ra. Trong khi đó, thì báo chí đã công khai vấn đề về ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, bắt buộc phải vào điều tra sự việc này sau khi có phản ứng của dư luận nhân dân. Điều hơn nữa là ông Tô Lâm cũng muốn điều tra sự việc này vì muốn bật ngược lại đối với Võ Văn Thưởng, nhưng nước cờ mà Tô Lâm tính toán sai lầm là để cho tiếp viên Võ Tú Quỳnh bỏ chạy. Quý vị thân mến, toàn bộ những thông tin trên là nguyên văn những gì trang mạng phản động đã nói. Chúng tôi kịch liệt phản đối với những thông tin không chính xác như trên. Một số đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài cố tình bêu xấu lãnh đạo đảng và nhà nước. Chúng dựa vào vụ bốn tiếp viên hàng không mang ma túy về Việt Nam để can ghép vu khống vụ oan bêu xấu chúng tôi luôn tin tưởng vào đảng và nhà nước kính mong quý độc giả hãy lựa chọn những thông tin chính thống và đã được cơ quan nhà nước công bố cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình